Lô lô em, mình làm tiếp nha em. Mình mà làm mấy cái nhiệm vụ trên rồi bây giờ tới phần Zookbinder nha em. Thì tôi làm clip hướng dẫn là hướng dẫn cho mấy ông gọi là chưa biết nha, mấy ông chưa biết cái đường đi như thế nào rồi cách quýnh sao, có mấy con Emudam thì quýnh sao để cho nó ăn đam đấy. Hồi xưa tôi chơi tôi cũng không biết đường đi mấy ông, nên là giờ tôi biết rồi tôi làm clip hướng dẫn cho mấy ông biết đường đi. Còn mấy ông nào biết rồi đừng có vô ném đá tôi, ném tội tôi mấy ông. Bỏ công ra làm clip hướng dẫn cho mấy bạn chưa biết chơi, còn mấy ông biết chơi rồi mấy ông cứ vô ném đá tôi hoài. Thì quýnh bình thường thì cũng đi được mấy ông, nên nhưng mà có những cái nhiệm vụ mình làm khó làm tốn thời gian, tôi dùng xíu thủ thuật cho nó đi nhanh hơn không, chủ yếu là chỉ mấy mấy ông mấy trai đó đường đi như thế nào để mấy ông biết cách mấy ông đi với lại cách quýnh như thế nào nha. Mấy ông biết biết chơi rồi đừng vô ném đá nha. Ok, mấy ông khó quá à, dùng chút thủ thuật cho nhanh làm video cho nhanh mà mấy ông chịu thôi, ok không dùng luôn. Thì sao ta, cái Zookbinder này thì mình phải đến cái level Raytheon đúng không? Mấy lúc trước thì mấy ông coi mấy ông biết Raytheon đâu rồi. Rồi ok, nhưng mà tôi chỉ cái cho mấy ông nào gọi là chưa biết máy á, chưa biết đi thế nào để đến cái đó nha. Thì ok mình cũng ra đây thôi, ra chỗ này mình quýnh thằng Izuo để mở cái cổng đến đến Red Alert Level City à, ha quýnh Izuo đâu đây đó, nó sẽ mở cái cổng đến Demon Gate ha. Ok đang quay, tôi coi thử có quay chưa. Rồi đây là ở Demon Gate đúng không, mình chạy lên đó, cái khu vực mới có tên đây ha, khu vực này cấp 115. Tôi không có lượm đồ, tại tôi quýnh lấy tôi quay là lượm đồ mát hết rồi, không có lượm đồ. Demon Gate này đúng không, Level City Demon Gate đây ha, qua đây là Level City. Cái này nó nói gì ta, Raytheon Ad. Ok đó, hiện qua mấy ông qua đây mấy ông mở cái boy nè, điểm boy nè, mấy mốt mình qua đây cho nó nhanh ha. Còn tôi chỉ đi giết Yuo mở cổng là chỉ cho mấy ông nào gọi là mới vô không biết đi như thế nào nha. Còn mấy ông biết rồi thì thôi, What do you mấy need? biết rồi cứ vô ném đá đi. Tội nghiệp. Level by Return up level by level 2. Ok, chính là chỗ này nha mấy ông, chính là cái chỗ level by này. Đấy, thì mình vô đây là làm cái nhiệm vụ Zookbinder kêu thằng gì nè, Imperius và mờ thai eo 4% ra cái cúp, mang kia 6 này 4 còn ít hơn nữa. Mà kêu hai thằng này phải từ như độc bị táo bạo tiêu diệt cả hai trong vòng 60 giây để chuyển đổi huy chương trong khói nâng cấp nó. Một cho tất cả kỹ năng, 40 cho tất cả thuộc tính. À có nghĩa là mấy ông quýnh một trong hai thằng nó sẽ rớt ra cái Raytheon Lamination đúng không? Và khi mà ông giết thằng này đúng không? Ông chạy bên kia ông giết thằng kia nữa trong vòng 1 phút thì ông ép cái Lamination này. Bình thường quýnh thì nó cộng vậy thôi ha. Còn nếu mà ông giết được hai thằng trong 1 phút á, thì nó sẽ ông ép cái Kube vô thì nó sẽ cộng thêm cái dòng này. Đại loại nó là vậy. Ở đây, đây tình áp đây.
Level 3 ha, này là level 3. Mấy con này nó sẽ rất làm phiền mình. Tôi không muốn nó đâu không. Tha cho nó đi, tạm bước. Đây, phải giết nó cho nó bớt. Level 3, level 2 nha. 4 level 3, level 2, ok. Kho nấp với là cái chỗ của Gambarius. Còn cái Bull of Wisdom là có chỗ mà theo ha. Tôi cũng biết sao, tôi mở cổng một chút nè. Ui dồi. Có nghĩa là mình giết thằng Barret thứ hầm mà theo xong là mình mới chạy qua mình à, đi qua. Cái bản đồ nó cái map nó khó coi thì chết luôn không. Chỗ này là chỗ gì? Đây con áp. Triton app. À trong đây nó sẽ có mấy ông đi xuống cái level 3 level 2 nha. Rồi trong cái ta sẽ đến Triton app. Triton app này, trong cái Triton app này sẽ có hai cái khu vực. Honor với lợt này của Ember với Bull Wisdom của Mattel. Rồi. Quấn cái này trước đây. Để tôi bút bút cái. Rồi tung bút này cho nó chạy nhanh. Người ta nát đây đúng không? Nuclear launch detected. Nó có làm rip vậy? Nó có làm certified. Cái này là cái gì đó? Tức là làm nhiệm vụ khác. À, ok. Đây, nó sẽ có hai, khi mà ông vô cái chỗ Raytheon, nó sẽ có hai cái cổng. Một cổng là giết thằng Mattel. Cổng bên đây là giết Imperius. Rồi, vô cái nào trước cũng được hai năm. Mà muốn làm cái nhiệm vụ hưởng bow nè. Giết hai thằng trong vòng 1 phút á. Thì nên phải nhanh. Như sao đây? Bút lại. Cũng bị hết nè, cũng bị hết là mới vô đập nó. Đập nó xong cái tôi phải bỏ cái viên trời. Còn mắt này không hên. Bỏ cái viên đó vô cái rương xong rồi chạy bên kia giết bên kia bỏ ép. Đó, kế hoạch là như vậy. Ok. Qua giết một hai eo trước ha. Đâu? Qua vô. Rồi giết này luôn. Đúng. Cho con ra cái đâu rồi, cái con mới cần đâu rồi. Được rồi mấy ông, giết nhanh nha mấy ông. Khoan, để tôi coi cái cổng gì. Mọc on kill 40
triple gì không, coi nó cộng đúng không, nó được đúng Nuclear không, launch detected. có nghĩa là mình vận hành đó được bao quét luôn ạ. Mấy ông quýnh nó trong vòng hai hàng trong vòng 1 phút là được nha, là sẽ được hưởng thêm, còn bình thường thì nó chỉ cộng vậy thôi, nó có cái chiêu cộng PD rim vậy, Nuclear PD rim Simon PD đây. Khoan để tôi vô tôi coi coi anh, nó còn rớt cái detected. gì đây, không vô được nữa kìa. Ông có rớt coi có rớt mảnh cúp gì không mà. Nuclear launch Ok detected. thôi kết thúc clip đây nhé.